học ngoại ngữ cần có sự kiên trì. Mỗi khi thấy clip Hi-chi-chi, các bạn hãy thoải mái clip vào, vì chỉ mất có 2 phút để nghe tiếng Hàn, 1 phút nghe và đọc chữ tiếng Hàn, 1 phút nghe để đọc chữ tiếng Việt. Như vậy là các bạn đã học bài được 2 lần rồi. Sau đó nếu có thời gian thì ghi chú lại tiếng Hàn, tiếng Việt, các câu giao tiếp mà các bạn cần hoặc thích. Vậy là học bài được 4 lần. Rảnh nữa thì tập nói các câu mà bạn đã ghi chú, vậy là học bài được 5 lần. Rất đơn giản. Cố lên nào! 진짜 죄송합니다. 지나가면 모든 추억거리야. 졸업장에 검정고시 보면 돼. 아빠도 작은 가게에 하나 차릴 정도의 돈은 있고. 중요한 건 그런 게 아니야. 소신 있게 살자라고 가훈을 정했지만 난 그렇게 못 살았지. 넌 나랑 달리 가슴 펴고 살길 바랬어. 근데 오늘 보니 그렇게 살고 있더라고. 얼마나 자랑스러운 아들이냐. 앞으로도 그렇게 살아, 아들. 진짜 죄송합니다. 지나가면 모든 추억거리야. 졸업장에 검정고시 보면 돼. 아빠도 작은 가게에 하나 차릴 정도의 돈은 있고. 중요한 건 그런 게 아니야. 소신 있게 살자라고 가훈을 정했지만 난 그렇게 못 살았지. 넌 나랑 달리 가슴 펴고 살길 바랬어. 근데 오늘 보니 그렇게 살고 있더라고. 얼마나 자랑스러운 아들이냐. 앞으로도 그렇게 살아, 아들. Vậy là học bài xong rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để trở thành bạn bè của mình và cùng nhau học tiếng Hàn mỗi ngày với mình nhé. Hi chi chi, hi 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 hi.